nhà ta vô rạc khẳng tu ba ni nô rạc khẳng tu nô sa đa nguyện công đức tu trì hồi hướng đến chư thiên bậc thiên thần hộ pháp nhiều oai đức thần lực ngự khắp cả trần hoàn từ không giới thiên giới xin các ngài tùy thị công đức đã thể hiện rồi hộ trì vân vân mãi soi sáng nhân thiên quân độ hưởng thanh muôn người sống lạc nghiệp mẹ cha và thầy tổ khuyên thuộc cùng chúng sanh được hạnh phúc dài lâu thiểu bệnh dứt khổ sầu ngày ngày vui tu tập tinh tiến trong đạo màu nhân tâm cầu giác ngộ đăng hoa tham ơi buôn nhân na và hoa ca gia hoa hân hô tùa na gạt tê ca lê do sự phước bao mà chúng con đã trong sanh làm đây hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Thầy Giá. Đây là chương trình Phật pháp Bích Thâm Mắt trên Pao Thoát mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa hè Việt Nam từ 8 đến 10 giờ tối, Houston 8 đến 10 giờ sáng, New York 9 đến 11 giờ sáng, Cali 6 đến 8 giờ sáng, Paris 3 đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Còn là ngày Việt Thành chánh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay Chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2020, Phật lịch 2564. Đề tài hôm nay chương trình đặc biệt cảm nhận nỗi khổ đau của nhân loại. Sư do Thượng Tọa Giác Đẳng điều hợp. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta ra nghiêm tâm nghiệp lãnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bích Thầy. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngữ. Thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thai đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc ru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh vinh giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bích Thầy Giá Sa Thứ Linh Kính Thưa Đại. Hôm nay chương trình đặc biệt cảm nhận nỗi khổ đau của nhân loại sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng điều hợp. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng PP điều hợp sinh hoạt ngày hôm nay. Nam mô Bích Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Ký sinh thành lực sống với chư tăng sư lũy Phật tử. Tối qua gửi mấy sách cho để đức trụ trì, nhưng mà để luôn chương trình hôm nay không phải là cảm nhận nỗi khổ đau của nhân loại, mà cảm nhận nỗi khổ đau nhân loại là một tiểu mục ở trong chương trình. Chương trình hôm nay của chúng ta là Vu Lan 2020. Và chư tôn đức và thưa quý Phật tử,
Vu Lan đã trở thành một nghi rất là quen thuộc đối với nền văn hóa Phật giáo ở Việt Nam. Cho đến ngày hôm nay thì người ta có nhiều cái tranh luận khác nhau về chữ Vu Lan. Một cái ý nghĩa đầu tiên mà người ta thường hay đề cập đến là chữ Vu Lan bắt nguồn từ chữ Ulambon. Bon là tên một cái lễ hội cúng cô hồn của người văn hóa Đông Ba, tức người Tây Tạng. Thì quý vị, đặc biệt là chữ Bon, nó lại mang cái ý nghĩa là cái tô đựng hay là cái bình bát. Và điều này, chữ Vu Lan Bồn nó lại có cái gì rất là gần gũi với ý nghĩa trong Phật giáo, là cúng dường, cái lễ hội cúng dường bình bát. Và có học giả định nghĩa chữ Ulum đó, hay là Ulum là Vu Lan đó, là mang cái nghĩa là giải đảo huyệt, tức là cứu cái tội nhân bị treo đầu ngược, một hình thức tra tấn trong địa ngục. Nhưng mà chữ Ulumpati trong đạo Phật, ở trong kinh điển Pali, chữ Ulumpati có nghĩa là tế độ hay là cứu khổ. Và cho đến bây giờ thì vẫn chưa có một sự đồng ý hoàn toàn về những ý nghĩa nào là ý nghĩa chính của chữ Ulumpati. Thế nhưng nó đã trở thành một cái nếp mà ngày nay đa số người Phật tử Việt Nam ngày Vu Lan thì mang ba cái ý nghĩa là ngày mà chúng ta tưởng nghĩ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của Phụ Mẫu. Ngày Vu Lan cũng là ngày mà chúng ta nghĩ đến những người đã mất, nhất là thân nhân quá vãng. Chúng ta thường quên lãng đi, nhất là trong cuộc sống ngày hôm nay. Ngày xưa thưa quý vị, ở trong các gia đình thì ngày giỗ rất là quan trọng. Ngày nay ngày giỗ không còn quan trọng như ngày xưa nữa. Nhưng mà nền văn hóa ngàn đời của người Việt Nam nghĩ tưởng đến những người quá vãng. Và một ý nghĩa khác cũng rất là phổ cập ở trong ngày Vu Lan, đó là cảm nhận một cách sâu sắc nỗi khổ đau của những chúng sanh bất hạnh, đặc biệt là đang gánh chịu những cái khổ quả do nghiệp quá khứ. Vu Lan hôm nay 2020, thưa quý vị, ở trong một cái tình cảnh rất là trớ trêu của nhân loại, đó là đại dịch Covid-19 khoanh hành không phải chỉ là một phần của một cha hay một phần của một châu lục, mà của cả thế giới. Con số người bị lây nhiễm và tử vong là một con số rất lớn. Và đầu năm nay khó ai có tưởng tượng rằng khi Vu Lan tới thì tất cả chúng ta sẽ phải đối diện với một trạng huống mà có lẽ chưa bao giờ chúng ta nghĩ đến. Đó là bệnh dịch đã lấy đi sinh mạng của 600-700 ngàn người ở trên thế giới này. Riêng ở tại Hoa Kỳ thì con số đã hơn 180 ngàn người. Trung bình mỗi ngày như vậy có hơn 1 ngàn người chết vì bệnh dịch. Thế nhưng có một mặt khác đó, đó là trạng thái vô cảm càng ngày càng nhiều. Ngày hôm nay, càng lúc càng có nhiều người không muốn nghĩ đến bệnh dịch, mà cũng hoàn toàn không muốn nghĩ đến những người đã chết vì bệnh dịch. Một điều mà
những chuyên gia bắt đầu lo ngại rồi. Do cái sự vô cảm này, người ta không còn muốn mang khẩu trang, người ta không còn cẩn thận để tránh sự lây nhiễm. Điều này rất là dễ hiểu, thưa quý vị. Một khi cái gì nó xảy ra quá thường thì chúng ta hờ hững, chúng ta lãnh đạo, chúng ta bình thản. Cũng như nói là sanh già đau chết, đó là việc mà càng ngày chúng ta càng cảm thấy bình thản. Nghe tin một người nào đó chết, điều đó không tác động, không làm cho chúng ta xúc động, bởi vì chuyện đó quá bình thường của kiếp nhân sinh này. Tuy nhiên sự vô cảm đối với những nỗi khổ đau, đối với cái chết, nó không đơn thuần chỉ là một thái độ, mà qua đó nó để lại những cái hệ quả. Một điều mà có lẽ ngày nay người ta ít khi nghĩ đến, đó là COVID-19 đã lấy đi sinh mạng của rất nhiều người lớn tuổi. Người đó có thể là cha mẹ, ông bà. Người đó có thể là những người sống cô đơn ở trong các trại dưỡng lão. Hoặc giả là có rất nhiều những người sống chen chúc trong những căn nhà mà bị lây nhiễm lẫn nhau mà chúng ta không biết đấy. Thì thứ vì có lẽ là ngày Vu Lan là một ngày rất tốt để tất cả chúng ta cùng nhau rời khỏi cái không khí lãnh đạo hứng hờ đó, để nghĩ về những bậc sinh thành, những vị cao niên mà đã bỏ mình ở trong đại dịch. Và chúng ta cũng nhân đó nhớ nghĩ về một cái nỗi khổ đau đang phủ trùm lên cả thế giới ngày hôm nay. Bệnh dịch chắc chắn còn tiếp tục hoành hành, và trừ khi nhân loại có một nỗ lực tương đối rất là triệt để thì bệnh dịch sẽ tiếp tục chi phối cuộc sống. Khi dịch nền kinh tế bị trì trệ, khủng hoảng và nạn thất nghiệp sẽ gia tăng. Và thứ điều chẳng những vậy mà kéo theo nhiều hệ quả khác, từ sự bạo loạn của xã hội cho đến sự bất an của con người ở trong cái mà chúng ta gọi là rất là bất bình thường. Và hơn không bao giờ hết, trước những cái trầm thống của nhân loại đó, thì người con Phật có cái dịp để chúng ta nghi ngẫm suy nghĩ lại bài học. Chúng ta nghĩ gì về sự đau khổ và những nỗi khổ đang chi phối ở trong từng mảnh đời nhỏ bé của cả thế giới này, dù giàu, dù nghèo, dù sang, dù hèn, nam, nữ, già, trẻ, tất cả đều bị ảnh hưởng hoặc lớn hoặc nhỏ. Thì chúng ta cảm nhận nỗi đau khổ như thế nào? Nhưng mà thưa quý vị, thứ nhất là nhưng ở trong mùa Vu Lan, khi mà rất nhiều người nghĩ đến thăm ân sanh thành của phụ mẫu, những ngày Vu Lan, khi người chúng ta dành nhiều thời giờ để nghĩ đến những người đã mất, thân nhân quá vãng, những ngày Vu Lan thì chúng ta cảm nhận đau khổ của những người đang sống trong cuộc đời bất hạnh, thiếu phước. Xin tất cả chúng ta hướng tâm về Tam Bảo. Và hôm nay thì có cung thỉnh đại đức Huệ Tiến đến tùy tri để giúp cho phần nghi lễ Vu Lan. Và sau phần nghi lễ thì chúng ta sẽ cung thỉnh thượng tọa của siêu ban đầu tư. Bây giờ thì xin được cung thỉnh đại đức Huệ Tiến và đại đức tùy tri thay mặt cho tất cả chư tăng và quý Phật tử, chúng ta đồng
tụng một thời kinh để hướng nguyện phước lành. Mong rằng các bậc hữu ơn cha thầy tổ quá vãng được đầy đủ phước báo, và mong cho tất cả những ai đang sống trong đau khổ sẽ hết khổ, đang sống trong sợ hãi hết sợ hãi, và đang sống trong sầu bi hết sầu bi. Nam mô Bụt Sư, Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy Giá. Chúng con xin thành kính hành lễ chư Tôn Đức Tăng. Và bây giờ chúng con xin được bắt đầu tụng đọc Phật ngôn để hướng nguyện phước báo đến cho toàn thể những chúng sanh đã quá vãng, nguyện cầu hồng ân của Tam Bảo, phần phước phát sanh chia đều đến cho tất cả chúng sanh được siêu sanh nhàn cảnh, được an vui nơi cảnh giới tái sanh. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Iti piso Bhagava Arahang Samma Sambuddho. Vinyajarana Sambandho Sugato Lokavidu Anuantaro Purisa Dhamma Sarati Santa Deva Manuasanang Buantho Bhagava Titang Arahadi Gunasam Tang bua thang si ra sa na ma mi tang ja bua thang i me hi sa ga re hi a pi pu cha ya ma so a kha tu pha ga wa ta tham mu san din ti ko a ka li ko e hi ba si ko o ba na yi ko ba cha tang we di tam bu win yu hi ti tang so a kha ta di guna sang yuan tang tham mang di ra sa na ma mi tang ja tham mang i me hi sa ka re ya pi bu cha ya ma su pa ti pan no pha ka wa to sa wa ka sang kho u chu pa ti pan no pha ka wa to sa wa ka sang kho nya ya pa ti pan no pha ka wa to sa wa ka sang kho sa mi chi pa ti Bhanno bhagavato savaka sangho yadida jantari purisa yugani anta purisa bungala esa bhagavato savaka sangho ahunayo bahunayo dakhinayo anjali karanayo anuatarang buanyang ketang loka satitang supati banna diguna sang juatang sangkang sirasa nama mitang jasangkang ime isakare apibu cacami karaniya mandhaku salena yantang santang badang apisamanya sangku ucu jasu ucu jasu wacu jasamudu hanati manisan dua taku jasu baru jambakin jo jasan lahu kawun di santing riyo kani bago jambagampu kule suhananugin tola cakwadang sama jare kin ji ye na win yo ba re u ba wa de yung su ki no wa khe mi no han tu sam pe san ta pa wan tu su ki ta ta ye ke ji na
phu ta ti ta sa wa ha wa ra wa ana wa se sa di kha wa ye ma han ta wa ma chi ma ra sa ka anu ka thu la điện tha wa ye cha điện tha ye cha du re wa san ti a vi du re phu ta wa sam pa ve se wa sam be san ta pa wan tu su ki ta ta na pa ro pa rang ni kum be ta na ti ma nhê ta ca ta chi năng kiến chi gia ru sa na ba ti ca sanh nhà năng nhà mạnh nhà sa đường ca mê chay ya ma ta ya tha ni yang bùa tăng nga yu sa e ca bùa ta ma nu rang khe e vam bi sa pa phu te su ma na sam pha va ye a pa ri ma năng me tăng cha sam pa lo ca s ming ma na sam pha va ye a pa ri ma năng bùa tăng nga thu Chati yang ya sambhatang Averang asabhatang Tithang yarang nisinno vasayano Vaya vata savikagamitho Etang satinati thayyaram Mametang viharang Itamahuditin chanubhagamasila Vadasanena sampan Lokame suvinaya getang Nahichang tuga payang Narete te kusala dhamma akusala dhamma amyakata dhamma sukhaya vedanaya sambhayuta dhamma dukkhaya vedanaya sambhayuta dhamma adungama sukhaya vedanaya sambhayuta dhamma vibhaka dhamma vibhaka dhamma dhamma neva vibhaka na vibhaka dhamma dhamma ubadinubada niya dhamma anubadinubada niya dhamma anubadinanubada niya dhamma sankile sankile sika dhamma asankile na sankile sika dhamma asankile na sankile sika dhamma savitanga savichara dhamma avitanga vichara manta dhamma avitanga vichara dhamma bhiti sagata dhamma sukha sagata dhamma ubekha sagata dhamma dasanena Bhātamba dhamma phāvana yabhātamba dhamma neva dāsane nana phāvana yabhātamba dhamma dāsane nabhātamba hetuka dhamma phāvana yabhātamba hetuka dhamma neva dāsane nana phāvana yabhātamba hetuka dhamma ajayagamino dhamma abhajayagamino Milo dhamma neva chayaga milo namba chayaga milo dhamma sekha dhamma sekha dhamma neva sekha na sekha dhamma marita dhamma mahangata dhamma ambamana dhamma barita ramana dhamma mahangata ramana dhamma ambamana ramana dhamma hina dhamma Mama chima dhamma banita dhamma mecha daniyata dhamma samma daniyata dhamma Aniyata dhamma manga ramana dhamma manga hetuka dhamma manga tibatino dhamma umbanna dhamma anumbanna dhamma ubanino dhamma atita dhamma anagata dhamma banchumbanna dhamma atita ramana dhamma anagata ramana dhamma banchumbanna ramana Dhamma Anchanda Dhamma Bahita Dhamma Anchanda Bahinta Dhamma Anchanda Ramana Dhamma Bahinta Ramana Dhamma Anchanda Bahinta Ramana Dhamma Sanidasana Sambhatika Dhamma
anidasana sambati kha dhamma anidasana sambati kha dhamma bhavi sati tikamati matika dhamma sangha nibbakaranam nama samattang avijja paccaya sankhara sankhara paccaya viññānam viññāna paccaya nama rūpam nama rūpa paccaya salayatanam alayatana paccaya phaso phasa paccaya vedana vedana paccaya tanha tanha paccaya upādānam upādāna paccaya phavo phava paccaya jati paccaya jara maranam sukha Padeva dunga rumana subhavya sa sambhavanti eva meta sakhe vala sa dukha khanta sa samudayo ho tiya vincha jatve se sa viraga nirotha sankhara nirotho sankhara nirotha vinyana nirotho nama rupa nirotho nama rupa nirotha salayatana nirotho salayatana nirotha pasa nirotho pasa nirotha vedana nirotho vedana nirotha tanha nirotho tanha nirotha upadana nirotho upadana nirotha bhava nirotho bhava nirotha jati nirotho jati nirotha jara maranam soka parideva dukkha domana subhaya sa nirochanti eva metta sa kevala sa dukkha khandha sa nirotho hoti nagama dhammo nigama sa dhammo na jang yang eka kula sa dhammo sambha sa loka sa swadeva ka sa ese va dhammo yadidang anincata nagama dhammo nigama sa dhammo na jabi yang eka kula sa dhammo sambha sa loka sa swadeva ka sa ese va dhammo yadidang jadung kata nagama dhammo nigama sa dhammo na jabi yang eka kula sa dhammo sambha sa loka sa swadeva ka sa ese va dhammo yadidang anandata anicca vata sankhara umbada vaya dhammino umbachito anirvacanti te sangho pasam musukho sabbe satta mare santi maranantang hi jivitang yatha kammangame santi punya papa paloba gani rayang baba kammanta punya kamma jasukatin asma kalaya kalaya nang nicayang sambaraji kang punya ni para lokas nimbatin handi bani nang penu bendo bamang lo bang wedana bumbulo bama mariji ko bama sanya sangkara kara lo bama mayu bamaya winyanang desita deca panduna hajirang watayang kayo pata wingati sesati chuan ho abeta winyano nirathang wakalingkarang ayusmaja winyanang yadakayang jahang timang abawin tadaseti nirathang wakalingkarang yathadande nagobalu gavobacheti gocharang ewang caraca mantuja yumbacen tibaninang yathawari vahabura paripuran nagarang eva mevaito dinnang betanang upakambati citang batitang tumhang khiembam eva samin Chattusappe purendu sangamma chandu bannaraso yatha manicho tiraso yatha sambhidiyo vivachandu sambarogo vinasatumate bhavatandarayo sukheri yuko bhavapivadana sile sanichang vatabachayi no taro dhamma vathang diyayu vanno sukhang balang bhavatu sapa mangalang rakhandu sambadevata sapa puvathanupang
Nasada sati bhavantu te bhavatu sapa mangalam rakkhantu sambha devata sambha dhamma anuphave nasada sati bhavantu te bhavatu sapa mangalam rakkhantu sambha devata sambha sangha anuphave nasada sati bhavantu te. Nam mô Bụt Thầy Giá. Thời kinh đến đây đã hoàn tất. Chúng con xin thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý chư quý Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau một cái chương nhị vị đại đức Huệ Tiếng và đại đức Tuệ Tiên. Và chư Tôn Đức và chư quý Phật tử với thời kinh tụng vừa rồi, mong là tất cả chúng ta có được vài giây phút lắng đọng tâm tư để hướng nguyện phước lành đến cho các bậc hữu ân cha mẹ thầy tổ và các bậc ân nhân quá vạn, cũng như tất cả thân bậc quý của quá vạn được thành tựu phước lành luôn luôn an lạc các trường, và chúng ta cầu nguyện cho hiện tiền phụ mẫu thân mật quý thuộc, vì chúng ta xin tất cả mọi người bình an ở trong cơn đại dịch cũng như thành tựu những lời lạc ở trong cuộc sống này. Thế là chương trình xin thay mặt đại chúng kính thỉnh Thượng Tọa Thiền Siêu ban đạo từ cho buổi lễ ngày hôm nay, kính cung thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Dân Ngô Sang Khai, kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng Chúng. Kính chào chư Tôn Đức, kính chào tất cả quý tu nữ Phật tử có mặt ở trung tâm. Kính thưa quý vị, hôm nay ngày chủ nhật, chúng ta có chương trình đặc biệt Vu Lan. Và như chúng ta đã được nghe Thượng Tọa Giác Đẳng trong cái lời dẫn nhập đã nói, ý nghĩa của chữ Vu Lan cho đến bây giờ thì chúng ta vẫn chưa xác định được từ lễ Vu Lan là một cái lễ báo hiếu hay là cứu độ phong nhân. Có khi thì có chỗ thì nói về có chỗ nó khác. Nếu cái chữ Vu Lan là chữ Olympana là cái sự cứu độ từ cái động từ Olympatis, và danh đầu tự đó là Olympana,
đọc âm, đọc giảng giảng lược ấy, thì gọi Ulumbon, Ulumbon. Là Ulumbana. Có nghĩa là cái sự cứu độ. Thì nếu trong cái nghĩa đơn giản như vậy á, thì không có nghĩa gì là báo hiếu. Ở đây trước hết là chúng ta nói về cái sự tích của một năm mà có một cái tháng rằm tháng bảy gọi là Phu Lan, Lâm Bôn. Người Khmer thì trong cái tháng này thì họ có cái mùa lễ gọi là Sidanta. Sidanta tức là cái lễ mà họ cúng dường đến chư tăng để hồi hướng cho ngài vị vi thuộc. Người Thái thì họ có lễ lễ bạc tín. Người Khmer, người Thái thì họ lấy theo cái tích hoặc xưa kia vua Bimbisara, vua Bình Sơn Vương. Đã làm phước đến Đức Phật và chúng tỳ kheo để hồi hướng cho ngài vị vi thuộc thời Đức Phật Phúc Xá. Đức Phật Phúc Xá trong cái thời đó cách đây xa lắm, thì ba vị hoàng tử của đức vua trong xứ thời Đức Phật Phú Sáng, ba vị hoàng tử đó ước ao xin phép vua cha cho mình làm phước cũng vừa đến Đức Phật và Chư Tăng. Mới đầu xin 3 tháng nhưng mà Đức Vua không cho. Đức Vua nói 3 tháng lâu quá, làm sao chẳng làm phước được. Xin 1 tháng cũng không được. Thế là họ xin 10 ngày Đức Vua cho. Thì ba vị quan tử đó trong thời gian 10 ngày này đã đi vào chùa để thọ bát quan thế giới và nghe pháp. Mới giao cái trách nhiệm đó cho quả đồ quân của hoàng cung. Và cái người chi xuất gạo thóc và đồ gia vị để nấu ăn đó, tức là quan thủ kho. Mà sau này tiền thân là sau này hậu thân của quan thủ kho đó là vua Bimbisara. Còn những người đoán được quân thì những người đó họ sanh làm đạo quý, tại vì khi họ nấu ăn
Trước khi dâng Đức Phật và chư Tăng, họ đã lấy thức ăn đó thì họ ăn trước. Bản thân họ ăn rồi cho vợ, cho con ăn. Ăn xong, cho nên cái phần đem cúng dường đến Đức Phật và chư Tăng cũng giống như là đồ thừa của họ vậy. Thì do cái nghiệp này họ sẽ là ngạ quỷ. Trải qua nhiều vị Phật là ngạ quỷ đó đối các khổ sở. Hãy đến cái thời Đức Phật đào thì họ cũng đến để họ hỏi xem coi chừng nào họ mới có thể thoát khỏi kiếp ngạ quỷ. Vị Phật này giới thiệu qua vị Phật kế tiếp, rồi vị Phật kế tiếp mới giới thiệu qua vị Phật khác. Chư Phật Ngài không có muốn để cho chúng sanh ngạ quỷ đó phải đau khổ thất vọng khi mà nói cái thời gian quá lâu. Đến thời kỳ Đức Phật Kassapa đó, thì đó, lúc đó ngạ quỷ, chúng ngạ quỷ hiện lên mới hỏi Đức Phật Kassapa. Thì Đức Phật Kassapa Ngài quan sát biết được về nỗi sau cái thời kỳ giáo pháp của Như Lai sẽ có một vị Phật kế tiếp là Đức Phật Gotama. Khi mà Đức Phật Gotama Ngài xuất hiện ở đời thì lúc bây giờ trong số các đệ tử cư sĩ Ngài có Đức Vua Bibisara. Vua đó là quý thuộc của người trong quá khứ, sẽ là phước họ hướng cho người, cho các người sẽ thoát. Bởi vì vậy cho nên các người quỷ đã chờ đợi, và cho đến khi Đức Vua Bibisara đã quy y Phật, quy pháp, quy tăng rồi, thì cả quỷ đó mới báo mộng cho Đức Vua. Đức Vua Bibisara thức giấc, mới đi sáng hôm sau đi đến chùa để bạch hỏi Đức Phật. Thì Đức Phật đã mới kể lại cái tích ngạ quỷ ở trong quá khứ do ăn trước chư Tăng, trước Đức Phật, cho nên sanh ngạ quỷ. Bây giờ chỉ có đại vương mới có thể tiếp độ họ được thôi. Cho nên Đức Vua Đại Vương Hải là phước cúng dường đến Tứ Phương Tăng Chúng rồi hồi phước cho họ. Đại Vua cũng làm vậy. Cái ngày đầu thì Đức Vua cúng dường Đức Phật và chúng tỳ kheo, nhưng mà Đức Vua quên hồi hướng bởi vì lo bận tâm suy nghĩ cái chuyện mà xây dựng quê lúc bánh nấm quá nát là cái khu Trúc Lâm, cái chùa Trúc Lâm. Đêm đó ngạ quỷ cứ xuất hiện nữa, và Đức Vua lại hỏi Đức Phật, và Đức Phật lại cho biết Đức Vua qua ngày kế là phước toàn tâm toàn ý hồi hướng phước cho ngạ quỷ. Nhờ vậy mà ngạ quỷ được siêu thoát. Lấy cái tích đầy vào cái thời điểm tháng 7 này đó, thì người Thái họ có lễ bạc tiến, còn người Khmer họ có lễ đơn ta. Lễ bạc tiến, lễ đơn ta cũng có ý nghĩa tương đương với lễ Vu Lan của mình vậy đó. Nhưng mà tại vì cái lễ Vu Lan, đúng ra cái lễ Vu Lan là lễ Olympana, tức là cứu độ quý thuộc ngạ quỷ. Nhưng không hiểu vì sao ông Bắc Truyền họ lại có cái thuyết nói về Đức Bồ Đề Liên làm phước cho chư Tăng để cứu độ mẹ là bà Mục
bằng Vô Liên Thanh Đề. Ở dưới địa ngục được siêu thoát. Ở đây người Phật tử chúng ta, chúng ta cứ lấy theo kinh điển Pali, chúng ta dựa theo cái tích mà Đức Vua Bình Sa Vương Bimbisara làm phước để họ hướng đến cho phong dân mới thuộc được rồi. Còn về vấn đề báo hiếu, thì thưa quý vị, một năm trong 365 ngày 12 tháng đó, lúc nào người con cũng phải có cái bổn phận giữ tròn đạo hiếu đối với cha mẹ, chứ không lựa là đợi đến tháng 7 mới là báo hiếu. Ngày xưa cha mẹ sanh mình ra, nuôi mình lớn lên, cha mẹ ngày nào kể từ khi con chào đời, cha mẹ ngày nào cũng chăm sóc, cũng nuôi dưỡng, cũng bồng bế, chứ đâu phải là đợi đến cái một năm có một cái thời gian nửa tháng hay một tháng đó mới là nuôi con cái đâu. Cho nên khi mà chúng ta là người con mà báo hiếu cha mẹ là chúng ta phải tròn đạo hiếu trong suốt cả 12 tháng 365 ngày, từ năm này qua năm khác cho đến khi cha mẹ qua đời thì thôi. Chứ chúng ta không phải bình thường bỏ bê cha mẹ, không có thăm viếng cha mẹ, không có an ủi cha mẹ, không có nuôi dưỡng cha mẹ, để cho cha mẹ phải cô đơn, lạnh lẽo, buồn tủi. Rồi khi mà cha mẹ qua đời rồi thì chúng ta có một tháng chúng ta làm phước mà hướng gọi là báo hiếu cho mẹ. Cái chuyện đó là cái chuyện mà người trí suy xét sẽ không bao giờ làm. Bởi vì làm như vậy đó là không phải là tròn đạo hiếu. Trong thinh kinh Sinkalo Vada, kinh Sinkalo Viện Trừ Vụ Kinh đó, Đức Phật càng dạy cho thanh niên Sinhala là hàng ngày đảnh lễ phương Đông, tức là giữ tròn đạo hiếu đối với cha mẹ, có năm bổn phận. Khi cha mẹ còn sống thì phải nuôi dưỡng cha mẹ, phải làm việc nặng nhọc thay thế cho cha mẹ, phải gìn giữ truyền thống gia đình cho tốt đẹp, phải có những cái hài nếp sống đạo đức để xứng đáng là người thừa tự tài sản của cha mẹ. Và cuối cùng khi cha mẹ qua đời thì người con phải làm phước tạo công đức hồi hướng cho cha mẹ. Năm bổn phận đó người con phải làm thường xuyên, làm hoài. Lúc bây giờ có một thanh niên tên gọi là Ma Thúc Bồ Sát Cát. Thanh niên Bà La Môn này có lần đi đến hỏi Đức Phật và Đức Thế Tôn: con chỉ có mỗi một cái việc làm là đi kiếm được những cái thức ăn theo thường pháp về nuôi dưỡng mẹ và cha, làm như vậy có phải là một thiện pháp không? Thì Đức Phật Ngài đã nói lên một bài kệ, Ngài nói rằng những ai nuôi dưỡng mẹ và cha, kính trọng bậc huynh trưởng, những người ấy sau khi mệnh trung sẽ được sanh về thiên giới. Đó là những thiện nghiệp bậc trí ở đời này tán thán và khen ngợi,
Thì như vậy đó, thay vì làm cái lễ báo hiếu, chúng ta hàng ngày chúng ta nhớ tưởng đến công ơn của cha mẹ và chúng ta phụng dưỡng cha mẹ, như vậy thì nó sẽ tốt đẹp hơn. Cái đó là theo tinh thần của đọc mà Đức Phật đã dạy một cách thiết thực. Còn về vấn đề mà chúng ta hồi hướng phước cho thân nhân quyến thuộc ở trong quá khứ, thì ở đây thưa quý vị, bất luận là chúng ta làm phước ngày nào trong một năm, khi chúng ta làm phước rồi thì chúng ta chú tâm nguyện y đăng đô nha ti năng hô tú xuất khí ta hoặc tù nha ti vô, phước báo này nguyện hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc của chúng tôi, mong cho tất cả quyến thuộc ấy được sự an vui. Chúng ta cứ hồi hướng như vậy, chứ không nhất thiết là chúng ta phải lựa đợi cái ngày đến cái mùa Vu Lan rộng bảy chúng ta mới là phước mà hướng. Chúng ta hồi hướng lúc nào cũng được. Và một điều nữa đó là ở đây năm nay trong cái mùa Vu Lan được diễn ra trong cái bối cảnh là nhân loại cả thế giới đang bị một cái đại nạn dịch Corona. Người bệnh và chết thì rất là nhiều. Chúng ta là những người còn sống sót, may mắn. Thì ở trong cái mùa Vu Lan này đó, chúng ta có hai cái cách làm cụ thể. Chúng ta có thể hồi hướng cầu nguyện cho họ, hoặc là chúng ta tu tập, chúng ta giữ cái tâm xả. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Ở đây cái chuyện mà chúng ta làm phước hồi hướng không phải là ai chúng ta cũng hồi hướng được. Vì ở trong Tăng Chiều Kinh, Đức Phật Ngài có dạy, khi một vị Bà La Môn nó hỏi Đức Phật, thì Đức Phật Ngài có nói rằng là những chúng sinh mà sanh vào địa ngục thì họ quá đau khổ, họ không có cảm nhận được cái phước để họ hướng đâu, cái phước họ hướng. Còn sanh vào cái loài khác như loài bàn sanh chẳng hạn, chúng sanh đó có cái vật thực riêng của họ, của nó. Sanh biến thuộc mình đã sanh vào cái thai bào làm người thì có vật thực của loài người, sanh làm chư thiên thì có vật thực của chư thiên. Thì như vậy chúng ta không có hồi hướng được những loài đó. Chỉ duy nhất có loài ngạ quỷ, mà loại ngạ quỷ này tên gọi là Prat Datto Chivika, Datto Chivika, tức là cái loài ngạ quỷ sống nhờ vào cái công đức của người khác làm, thì họ sẽ tùy hỷ phước theo. Thì chỉ có loài ngạ quỷ đó là mới hưởng được cái phước mà họ hướng thôi. Cho nên khi mà chúng ta làm phước hồi hướng đó, thì có Đức Phật Ngài cũng có giải thêm cái điều này. Khi có người hỏi khi mình làm cái công đức, mình hồi hướng thuộc hiện tại thì mình biết, nhưng mà quyến thuộc quá khứ làm sao mình biết? Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều là quyến thuộc ở từ trong quá khứ. Rồi họ nói nếu như những quyến thuộc ở quá khứ không có thì sao? Đức Phật nói không thể nào có cái sự kiện là một người không có
quyến thuộc từ đời quá khứ, ai cũng là quyến thuộc được. Nhưng mà nói cho cùng đó, thì khi làm phước mà hướng mà không có ai nhận được, thì cái phước báo nó trở về với thí chủ. Thí chủ người làm phước, người đã sở hữu phước. Cho nên chúng ta cái vấn đề thì không cần phải băn khoăn, không cần phải lo. Thì cái chuyện mà chúng ta làm phước cho thân nhân, cho quyến thuộc, thì cái chuyện đó cũng chúng ta cũng nên làm, nhưng mà chúng ta đừng có kỳ vọng 100% là quyến thuộc của mình được siêu thoát. Bởi vì tùy quyến thuộc mình chết, từ bỏ cõi đời này đi tái sanh ở cảnh giới khác tùy theo cái hạnh nghiệp. Có khi sanh làm chư thiên, làm bẩm thiên, có khi sanh xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, có khi sanh làm người. Thì vậy tùy theo cảnh giới mà hưởng được phước hay không. Cho nên chúng ta cần phải hiểu được cái điểm này. Còn về vấn đề mà chúng ta tu tập, chúng ta nghĩ đến những người mà đã chết trong cái mùa dịch đó, thì ở đây thưa quý vị, chúng ta giữ cái tâm xả là như thế nào? Bởi vì nếu mà chúng ta cứ than thở cho những người đã chết, thì chúng ta than thở đó, khóc lóc đó, thương tiếc đó, nó không có giúp ích được gì cho người đã chết, mà trái lại làm cho bản thân mình bị phiền não. Sẵn cái cơ hội này, mặc dù chúng ta không có thờ ơ, không có lãnh đạm, không có thờ ơ bỏ qua, chúng ta cũng phải suy nghĩ. Trước hết chúng ta suy nghĩ về cái khổ luân hồi. Thứ hai là chúng ta suy nghĩ về cái khổ do cái thân ngũ uẩn này đem lại. Thứ ba là chúng ta suy nghĩ cái khổ do nghiệp quả chúng sanh đã tự tạo. Chúng sanh tự tạo ác nghiệp, nó sẽ hưởng cái quả của ác nghiệp đó, giống như sét sanh ra từ sắt, nó trở lại ăn mòn thân sắt như vậy đó. Cho nên những người mà họ bị vướng vào cái tật bệnh do dịch, do mùa đại dịch, rồi họ bệnh chung, thì đó cũng là do cái nghiệp của họ đã tạo. Nhưng mà khi họ tái sanh ở cảnh giới khác, họ bị bệnh dịch, họ chết, họ vẫn còn cái sự tái sanh, chứ không phải là họ viên tịch niết bàn đâu. Nhưng mà nếu như những người đó mà họ đã viên tịch niết bàn, không còn tái sanh được nữa, không còn tái sanh nữa, thì chúng ta cần mừng cho họ nữa, họ đã giải thoát. Còn nếu như mà họ còn cái sự tái sanh, thì như vậy chúng ta yên chí rằng là sẽ có một cái cảnh giới nào đó nó phù hợp với cái hạnh nghiệp của họ, tương xứng với hạnh nghiệp của họ để họ tái sanh. Như vậy thì bây giờ chúng ta nghĩ đến cái phận mình. Dạng cầm karissa mi kale dạng qua pa pa can qua thác sa đa gia đô phú sa mi. Đức Phật dạy là tự mình phụ huệ quan sát rằng ta có nghiệp là tài sản, ta là sẽ trẻ thừa tự nghiệp. Nghiệp là thai tại, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là chỗ y cứ. Khi ta làm việc lành hay là việc ác nào, thì ta sẽ thừa hưởng cái kết quả của cái hành động ấy. Chúng ta có suy xét gì, cho nên chúng ta cố gắng để chúng ta tranh thủ. Thì chúng tôi có một vài lời để chia sẻ với quý vị trong cái lời đạo từ cái buổi lễ đặc biệt hôm nay, là lễ Vu Lan. Lời thật thì hay biết lòng, cho nên những gì mà quý vị cảm thấy nó vừa là cảm thấy nó vừa lòng, cảm thấy hiểu được, cảm thấy hợp lý thì quý vị thọ trì. Còn nếu cái gì quý vị thấy mà quý vị không hài lòng thì thôi quý vị bỏ qua. Chứ chúng tôi thì
không có muốn nói cái lời suy sẻ được, chỉ mong sao Phật tử chúng ta hiểu được Phật pháp, suy nghĩ một cách đúng đắn để chúng ta thực hành cho tốt đẹp. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú lần hai kính trường Chư Phật Tử Siêu với đạo từ vừa rồi. Tiếp theo thưa quý vị, nhưng trong mùa Vu Lan chúng ta cũng có đề cập đến một khía cạnh rất là quan trọng, đó là cảm niệm thâm ân phụ mẫu. Có lẽ ở trong cuộc đời của chúng ta thì tình phụ tử và tình mẫu tử là những bài học vỡ lòng, bài học đầu đời mà chúng ta hiểu về sự tương quan giữa con người và con người. Ở trong ý nghĩa đẹp nhất về phương diện cảm xúc. Nhưng mà ngày nay thì trước cái xã hội càng ngày chúng ta cần bận rộn với nhiều thứ, bận rộn với công ăn việc làm, bận rộn với máy móc, với internet, với những mạng xã hội, thì chúng ta càng ngày có một cái ý nghĩ khác hơn đối với cha mẹ so với những thế hệ trước. Trong buổi lễ hôm nay thì xin được kính thỉnh Thượng Tọa Tự Nguyện Hoan Hỷ gửi đến đại chúng một vài cái suy tư về thâm ân phụ mẫu ở trong ngày Vu Lan. Kính cung thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Bổn Thầy, giá Nam mô Tham Ma, giá Nam mô Sanh Khai, giá đại chúng được nghe rõ. Dạ, cảm ơn Đại Đức Từ Tri cùng Chư Phật Tử. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng, kính lễ đến Sư Phụ Tỷ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Từ Tri, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện, Thượng Tọa Minh Hạnh. Cùng Thượng Tọa Minh Hạnh kính chào quý tu nữ cùng Chư Phật Tử và kính bạch quý ngài. Kính thưa toàn thể quý vị, có thể nói rằng để cảm niệm công đức của sinh thành của cha mẹ, ân đức này là một ân đức mà dù cho là đạo hay đời, giá trị đó là một giá trị tuyệt đối của một con người cần phải có. Bởi vì ai sinh ra trong cuộc đời cũng phải có cha có mẹ. Chúng ta là một chúng những chúng sinh thai bào, thai sinh ở đó sinh ra phải từ trong thai bào mang nặng đẻ đau đối với những người mẹ và khổ cực đối với những người cha mà chúng ta có mặt của ngày hôm nay. Ngày Vu Lan thì trên tinh thần ý nghĩa thực tế chúng ta đã được nghe Sư Phụ Tỷ Siêu đã trình bày, nhưng dựa trên một tinh thần đó cũng là một ngày mà ở đó con người biết quay về, con người cũng có tấm lòng biết cảm thương, cảm nhớ cho những người cha, cho những người mẹ chết hay còn hiện tại trong cuộc đời này. Dù biết rằng sự đời như bốn câu cửa sổ, dù thì chúng ta có cảm khổ, lý tưởng của đại đồng đã đành ngủ quẩn lời giải không, nhưng tất chúng ta còn phàm phu. Khi nhắc tới người cha, người mẹ, chúng ta đều phải xót xa, phải thương nhau.
Đặc biệt hơn nữa, đó chính là có những con người hứa hẹn với lòng, hứa hẹn với cha, với mẹ, hay là với lòng mình, sẽ lo cho cha, sẽ lo cho mẹ như thế này thế kia. Nhưng ngày hôm nay, cha mẹ không còn nữa. Khi họ có đầy đủ tiện nghi, khi có đủ giàu có, hay là thuận may, thuận duyên trong cuộc đời, thì những con người đó thầm thương sẽ thầm tiếc khi cha mẹ không còn nữa. Kính thưa quý vị, đối với chư tăng là những bậc xuất gia, chúng ta cho rằng lẽ đúng ra thì chúng ta chỉ cảm hiểu cho cuộc đời, đó là cái ân tình mà có thể nói rằng là trên cái sự tu tập, trên một cái sự hành trì cầu cho cha mẹ, cầu cho quyến thuộc được an nhàn, được qua đi, được siêu thoát. Nhưng phải nói rằng là trong cuộc đời nó mặn ngọt, đắng cay, có vui có buồn. Thì những lúc đó, chúng ta sẽ nhớ hình bóng quá, hình ảnh quá khứ quay về. Thì kính thưa quý vị, cái điều đó quả thật là rất là chân tình đối với chính mình. Riêng chúng tôi thì chúng tôi lúc 10 tuổi đã rời khỏi gia đình. Thì xem như kể từ đó là mình đã mất đi một vai của cha của mẹ. Nhưng điều mà có thể nói rằng là trong cái cảm cái giá trị tình cha nghĩa mẹ rất là lớn. Chứ đừng nói chi là những người mà suốt cuộc đời của họ ở bên cha, ở bên mẹ, thì điều này nó lại càng đặc biệt hơn. Những ai còn cha còn mẹ thì thật sự đó là hạnh phúc, đó là suối nguồn, đó là một sự che chở rất lớn lao. Kính thưa quý vị, nếu như chúng ta mất vợ có thể tìm vợ, mất chồng có thể tìm chồng, mất con có thể tìm con, nhưng mất cha mất mẹ là vĩnh viễn mất đi một cội tùng, một bến đợi bất chờ. Dù cho tất cả chúng ta có lăn trôi, có như có thành có bại trong cuộc đời như thế nào, nhưng khi quay về bến chờ, bến đợi, bến yêu thương của cha của mẹ vẫn như thở nào. Con dầu có hư đốn, dầu có tội lỗi, dầu có như thế nào, thì vòng tay của cha mẹ vẫn luôn đón chào. Nhưng kính thưa quý vị, có một điều mà chúng ta không bao giờ, ít bao giờ nghĩ tưởng tới. Ngày gọi là một ngày Vu Lan để chúng ta tưởng nhớ cũng có ít người lắm. Hay là một ngày mà ở bên nước ngoài kêu là Mother Day đó. Thì một ngày của cha, một ngày của mẹ. Nhưng có bao nhiêu người nhớ về quý vị? Quý vị thử suy nghĩ đi. Chúng ta yêu thương rất là nhiều người, nói là yêu thương rất là nhiều người, với người này, với người kia, mất người này chúng ta tìm người nọ. Nhưng chúng ta có bao giờ nói là yêu thương với cha, với mẹ mình không? Chúng ta vòng trong vòng tay với người này, với người kia, nhưng chúng ta có bao giờ ôm mẹ, ôm cha, để cho rằng mẹ cha đó thật sự là ấm áp vô cùng? Chúng ta xin lỗi rất là nhiều người khi chúng ta làm sai, hay khi chúng ta sợ hãi mất việc, mất đi lợi ích của mình. Nhưng chúng ta có xin lỗi cha, xin lỗi mẹ đâu. Mà dòng đời nó đổ xuống cho chính chúng ta,
có vợ lo cho vợ, có con lo cho con, có cháu lo cho cháu. Và thế là hình bóng của cha mẹ bến đợi bến chờ kia mãi chờ mong những đứa con của mình quay về để có một cái tình thương, cái an ủi. Nghèo hay giàu, thành hay bại gì, cha mẹ cũng vẫn âm thầm chấp nhận. Chúng tôi có đọc một câu chuyện mà kể rất nhiều lần. Khi những mùa vu lan để đánh độc cho mọi người, đây là chuyện thật. Có một cô hàng tháng từ bên Mỹ luôn luôn gửi về cho cha mẹ 100-200 đô, tháng nào cũng đều đều như vậy, và điện thoại hỏi thăm mẹ. Đến một lúc cô ta gửi hơi nhiều và nói với mẹ là có lẽ mai mốt con không gửi điều điều về cho mẹ nữa. Mẹ cô ta hỏi rằng tại sao như vậy, nếu mà con có khó khăn thì tôi không cần, mẹ có thể xoay sở được, mẹ có thể lo lắng được, con không cần phải gửi. Thì cô ta gửi nó gấp đôi mấy tháng, cô ta im luôn, không có liên hệ với mẹ nữa. Thì bẵng đi một thời gian đó, mẹ cô ta qua đời. Cô ta lập tức mua một cái vé thật đắt tiền để về có tang sự cho cha mẹ, cho mẹ mình. Thì quý vị biết, khi cô ta về thì trước khi mẹ bệnh, khi mà mẹ của cô ta bệnh rất nặng rồi đó, thì mẹ mới lấy một cái bao thơ đưa cho những người con ở bên này. Tụi con không được gỡ cái này ra, nếu mà mẹ mất khi mà chị hoặc em của con về, con đưa cái này, nó mẹ gửi cho nó. Ủa, quý vị có biết, khi cô ta về thì thấy mẹ của ta khóc vô cùng, và mấy anh em sau đó đưa cho cô ta nói đây là một cái đồ mà mẹ gửi cho chị. Chú phải biết, cô ta gỡ ra, gỡ cái bao thơ đó ra. Từ lần đầu tiên cho tới lần cuối đó, cô ta gửi những cái đồng đô về đều được sắp trong một cái bao thơ ngay ngắn thẳng hàng như vậy. Và trong đó mẹ cô ta ghi vài lời: mẹ cảm ơn con đã gửi cho mẹ. Khi tuổi về già, mẹ rất mừng. Nhưng con à, hàng tháng đó mẹ còn được nghe tiếng của con, nhưng bẵng đi một thời gian này, con không gọi điện cho mẹ nữa. Con không biết rằng đồng tiền mẹ cần, nhưng cái điều mẹ cần hơn đó là con còn, mẹ còn nghe được tiếng của con. Giờ đây mẹ biết sức khỏe của mẹ không còn nữa rồi, không còn đủ sức khỏe nữa rồi để có thể gặp con. Thôi, chúc cho con được an lành, mẹ thương con lắm. Kính thưa quý vị, đọc qua câu chuyện đó đó, không phải như ngày hôm nay mà có thể cái phương internet, cái phương tiện giao diện của điện tử nó có thể làm cho ta có thể thấy được. Nhưng ngày xưa thì nó rất là khó, một lần điện thoại về thì nó cũng rất là khó khăn. Thì chúng ta đã hiểu đó, nhưng quý vị biết cái cần thiết nhất của những người cha người mẹ, quả thật có những lúc tiền bạc thiếu thốn, nhưng cần nhất là cái gì? Là sự quan tâm, cái sự thăm hỏi của cha của mẹ. Nhưng cuộc đời này nó là thế đó quý vị. Người ta nghĩ rằng là có những đồng tiền cho cha cho mẹ đã là đủ rồi. Nhưng ở đây hãy nhớ,
của những người mẹ, của những người cha cần con quan tâm nhiều hơn là tiền, là bạc. Bởi vì tiền bạc đối với cha mẹ, cái sự thiếu thốn hay cái sự khổ đau cha mẹ đã nếm trải quá nhiều rồi, không có cần thiết nữa. Khổ một chút xíu, có đau một chút xíu cũng không là vấn đề. Vậy chúng tôi nhớ một cái lời văn của nhà thơ Triệu Tấm Ảnh lúc đó. Chúng tôi cũng thường viết những cái cảm ơn, cảm niệm ơn của phụ mẫu này. Phải nói viết nhiều, thở xưa cho tới bây giờ. Thầy ơi, dù có bôn ba trong bạn nẻo đường đời, thành hay bại, được hay mất, nhưng hãy nhớ về mẹ, để đừng một mai kia chúng ta sẽ hối hận, chúng ta sẽ đau buồn. Mà vô tư đức nhà thơ Triệu Tấm Ảnh có thi quá cái hình ảnh rất là tuyệt vời. Từ thở lớn khôn, con vui cuộc đời vô bể, có ít lần báo đáp thâm ân, con lặng hợp trong vô vàng máu lệ. Khi quay nhìn thì tóc mẹ đã phủ, tóc mẹ bạc như dáng phơi đồ, dáng mẹ gầy như bé hạt trăm năm. Biết bao đêm dài lắm, nhưng chúng tôi nhớ hai câu cuối cùng. Biết bao đêm trong đêm khuya lệ tủ, cô kiếp người sao cứ mãi ăn năn. Ăn năn ở đây chính là tại sao ta không lo cho cha cho mẹ, quan tâm cha quan tâm mẹ. Thì kính thưa quý vị, trong hiện thực cuộc sống này, chúng ta đừng có nghĩ rằng rồi chúng ta mai kia chúng ta giàu có sẽ lo cho cha cho mẹ, không cần đâu quý vị. Mà ngay trong hiện tại này, chúng ta có thể quan tâm mẹ, hỏi thăm mẹ hàng tuần, hay tệ nhất cũng hàng tháng. Biết tưởng nhớ đến cha, biết thương cha, biết chăm sóc cha mẹ, thì điều này nó quá tuyệt vời. Và ở trong kinh chúng ta cũng thấy nhớ như lời sư phụ đã nói khi nãy đó, là phải biết có sự quan tâm đến cha mẹ, chăm sóc cha mẹ. Ở đây, trong cuộc đời này, cái chân tình mãi là vĩnh cửu, mãi là giá trị thiêng liêng, nó mới thật giá trị chân tình. Cái chân tình đó tức là thật thương mẹ, thật thương cha, xem đó là một chủ nguồn, xem đó là một đấng cao cả, một bề trên. Chúng ta đừng vì lý do công ăn việc làm, chúng ta đừng có lý do bận biểu mà chúng ta lãng quên. Thì kính thưa quý vị, trong cuộc đời này nhân quả hiện tiền. Nếu chúng ta biết hiếu cha kính mẹ, thì cha về sau, những đứa con của chúng ta, những người con của chúng ta, nó cũng hiếu, nó cũng có cái lễ nghĩa đối với mình, nó cũng hiếu thảo với chính mình. Còn nếu như chúng ta ít quan tâm đến cha đến mẹ, thì những đứa cháu, những đứa con nó thấy là chúng ta ít có quan tâm đến bà nó, đến ông nó, thì nó cũng sẽ hiểu như vậy đó quý vị. Thì về sau nó cũng như chúng ta mà quý vị thấy ở bên nước ngoài đó, nó có những cái trại dưỡng lão thật sự là buồn tủi cho những người tuổi thì già, chỉ là quạnh cô tịch xung quanh những con người, chỉ là vay mượn tình thương với những người già thì thật là tiếc thay. Ngài Vu Lan rằng ngài thôi thì thà làm giọt mưa rơi trên tượng đá có còn hơn không, có một chút gì đó cũng còn gọi là có, tuy nó không có bao nhiêu. Thì nếu như những ai có tấm lòng, có cái tình, có cái tấm lòng, có cái chân tình, mà chúng ta hết lòng cúc cung phụng sự đến cha mẹ, thì những người này được trời thương đất tưởng, được chư thiên và
và những loài người cảm mến và thương yêu. Hay ít nhất đã qua đời rồi, thì kính thưa quý vị, chúng ta cứ làm bước để cầu nguyện cho các đấng sinh thành, cho quý thuộc của chúng ta được ân thêm công đức này, được thác sanh về cảnh giới an lạc. Đây cũng là một cái gì đó đúng vân lời Phật dạy. Chúng ta nhớ rồi, đó là vân lời Phật dạy. Đó chính là cha mẹ đã qua đời thì chúng ta làm phước cúng dường. Và xin nhắc lại, ai còn cha còn mẹ, đó là còn sự che chở, còn một số nguồn, còn một bến đời bến chờ, thật sự là hạnh phúc. Chúng ta có lỗi lầm với cha mẹ như thế nào, cha mẹ cũng vẫn tha. Dầu chúng ta giết lầm, chúng ta giết cha mà giết hụt đối với cha với mẹ, cuộc đời này không tha chúng ta đâu, anh em cũng không tha chúng ta đâu, nhưng cha mẹ vẫn tha thứ cho những con người ngỗ nghịch quay về. Đó chính là một trong những cái giá trị tuyệt đối mà tại sao tình cha nghĩa mẹ, nếu con người sống có cái tình biết thương cha thương mẹ, chính là biết thương mình. Mà thương mình, ai biết lo lắng tương lai sự nghiệp cho chính mình thì chúng ta sẽ biết lo lắng cho tha nhân. Chúng ta biết tôn trọng cha, tôn trọng mẹ thì chúng ta biết tôn trọng các bậc thầy tổ. Chứ còn là chúng ta nói rằng chúng ta biết tôn trọng thầy tổ, biết tôn sư trọng đạo, nhưng chúng ta không biết kính cha yêu mẹ thì chúng ta không biết tôn trọng ai đâu. Nếu chúng ta không có tình thương đối với cha với mẹ thì chúng ta không có tình thương đối với ai đâu. Và chúng ta là con người rất là ác, con người rất là khủng khiếp trong cuộc đời này. Cho nên phải nói rằng cái giá trị hiếu đạo nó là một tinh thần rất lớn, nó bắt nguồn từ trong cái nghiệp lực của tất cả chúng ta. Nếu như chúng ta biết cảm thương cha thương mẹ thì chúng ta sẽ không làm những cái việc hết sức là ác ôn, bởi vì cha mẹ đã dặn, cha mẹ đã dạy, luôn lúc nào cũng dạy cho ta và cuộc đời này phải biết tưởng, biết nhớ, biết thương, biết quý, biết trọng với những người, biết với bề trên cao cả kia. Thật sự chúng tôi cũng không dám nói rằng chúng tôi đã làm tròn chữ hiếu hay là một con người hiếu hạnh, chúng tôi còn thiếu nhiều lắm. Nhưng hãy nhớ rằng, quý vị biết, chúng tôi nhớ khi chúng tôi mất mẹ là quý vị biết chúng tôi khóc là khóc cái gì nữa, chúng tôi rớt nước mắt. Chúng tôi từ đây mình không còn một sự che chở tuyệt đối, mình mất đi một sự che chở tuyệt đối rồi, đó là khi mất mẹ. Chúng tôi rất sợ khi phải nói ra những cái gì mà nó thuộc về cái tình cha tình mẹ này, rất là xúc động. Khi đi những đám tang của Phật tử hay của người thân quen thì chúng tôi nói họ đều rớt nước mắt. Tại chúng tôi nói từ trong tâm cảm của mình, nói như với một người đã mồ côi, mất nói với một người đã mất cha mất mẹ, để cảm thông, để chia sẻ, để đồng cảm với những người như thế. Và chúng tôi nói với họ chỉ có một điều thôi, giờ đây không phải là sự thương khóc nữa, mà giờ đây chúng ta nên cố gắng tạo những công đức để dâng về cho những người cha, những người mẹ ở bên kia thế giới là những chúng sinh như thế nào, nhưng mong họ nhận được. Còn tùy theo phước nghiệp, phước duyên của từng cá thể mà có thể đón nhận được phước.
Chúng ta nhớ trong bài kinh Ngạ Quỷ đó, như nước trên gò cao chảy xuống vùng đất thấp, phước lành đã hồi hướng có diệu năng cứu khổ, như trăm sông tuôn chảy cùng hướng về đại dương, nguyện công đã tạo thấu đến chư vị hương linh của mình. Nói một giá trị tuyệt đối là chỉ có Ngạ Quỷ, nhưng mong chúng ta cứ mong đi, mong cho chư hương linh, mong cho cha cho mẹ được yên được tốt. Thì nếu như là cha mẹ của hiện kiếp này, hay là cha mẹ của tiền thân, là những quyến thuộc của tiền thân, là chúng sinh, ai đón nhận thì cứ đón nhận, đó cũng là một điều tốt đẹp chứ. Thì trước nhất mình tạo phước cho mình, sau đó mình mới chia sẻ cho tha nhân. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, mong tất cả chúng ta phát huy và giữ gìn cái truyền thống hiếu hạnh. Nếu chúng ta chưa có làm tròn thì cố gắng làm với những gì có thể được. Đặc biệt những người còn cha còn mẹ, hãy cố gắng cung dưỡng phụng sự. Bởi vì cha mẹ sống với ta suốt cuộc đời, chứ chúng ta sống với cha với mẹ có nửa đời. Chúng ta nhớ, chúng ta quay về thì cha mẹ đã qua đi rồi. Những người còn cha còn mẹ hãy cố gắng trân quý những gì tài sản quý báu của chúng ta, đó chính là cha là mẹ, hơn là cống hiến sự nghiệp tiền bạc. Và những ai mất mẹ mất cha thì chúng ta hãy nhớ, có thể làm công đức được chúng ta cố gắng làm để cúng dường, để tưởng nhớ, để gửi đến cho những người cha, những người mẹ ở trong hiện kiếp này, cũng như nợ cha mẹ của tiền thân với tất cả những người cũng ân với chúng ta. Mong cho tất cả phát huy cái vai trò truyền thống hiếu hạnh sẽ mãi mãi trào dâng trong tấm lòng của tất cả, và đôi điều cảm niệm công đức này kính dâng đến chư tăng và lại đến toàn thể. Mong tất cả chúng ta luôn luôn được an lạc, được tấn hóa trong Phật pháp, và là những người giữ gìn truyền thống hiếu hạnh tốt đẹp. Nam mô Bụt Ca Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sanh Ca Ya. Sa thú cái chân thưa đạo thích quyền. Thưa quý vị, ngày Vu Lan chúng ta nói về thăm ân phụ mẫu, và ngày Vu Lan người ta còn nói đến ngày cúng cô hồn, hay tháng 7 của tháng cô hồn. Ở nhiều quốc gia như là ở Đài Loan, ở Hồng Kông, ở Singapore, báo chí thường gọi ngày Vu Lan là Ghost Festival, tức là lễ hội cô hồn. Thưa đó đăng thừa tỏ khoan hỷ, nói cho vài lời về cái nhìn của Phật pháp đối với những người đã mất. Chúng ta thờ phượng tổ tiên, chúng ta tổ chức dỗ quẩy, chúng ta hồi hướng công đức, thì cái nhìn của người Phật tử, cái hiểu người Phật tử khi mà nghĩ đến những người đã mất, nhất là thân nhân quá vãng như thế nào, xin kính thỉnh thừa tỏ pháp đăng. Xin hỏi thưa Pháp Đăng có nghe được không? Alo. Dạ, con Pháp Đăng kính lễ Đức Phật, kính lễ Đức Pháp, kính lễ Đức Tăng, kính lễ Thượng Tọa Thị Siêu, Thượng Tọa Dự Đẳng, Thượng Tọa Tự Quyền, Thượng Tọa Ngọc Tân, Tọa Minh Hạnh, người Đức Phật tính như thức tề tri sự liên thông cùng với chữ tông được tăng trên trời bài cổ tổ nữ trên trời bất tử. Kính bạch viên ngài, thưa quý vị, hôm nay nhân ngày lễ Vu Lan hoài niệm về những người quá giảng, thì quý vị biết rằng chúng ta đó thì có cha có mẹ, và tất cả mọi người cũng có cha có mẹ, và khi cha mẹ thì sống và mất. Khi mà chúng ta thừa hưởng cái tài sản từ cha mẹ để lại là những người đã mất,
Nên thường thì quý vị thấy rằng con cái biết giữ gìn tài sản, biết giữ gìn thân thể, biết giữ gìn truyền thống gia đình, rồi biết nuôi dưỡng cha mẹ lúc tuổi già, khi cha mẹ quá giảng làm phước hồi hướng. Đức Phật ngày dạy như vậy để chúng ta thấy rằng đối với đạo Phật, vui thai hiếu kính mẹ, vui thai hiếu kính cha, vui thai kính sa môn, lành thai kính hiền thánh. Thì khi mà hiếu kính mẹ, hiếu kính cha, dù đã sống hay mất, dù đã còn hay đã mất rồi đó, thì chúng ta là người gọi là tri ân và báo ân, suy nghĩ về những gì mà cha và mẹ để lại và những gì mà chúng ta cần phải làm cho cha và mẹ. Thì đối với Đức Phật thì chúng ta biết rằng chúng ta mất đi đó thì có nhiều con đường để tái sanh. Mình nói chung là tái sanh về cõi tha hóa, cõi dạ ma, cõi quá lạc, cõi đấu xuất, cõi đao lợi, cõi tứ đại thiên vương, cõi người. Và bốn cõi khổ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì chúng ta biết rằng cũng do cái hạnh nghiệp của mỗi người mà cái sự tái sanh theo các cái cảnh giới. Nhưng mà rồi chúng ta cũng thấy đối với Đức Phật, đối với đệ tử của Đức Phật cũng có cha có mẹ. Và khi mà Đức Phật thì dù là mẹ và cha của Ngài còn sống hay mất đó, như là mẹ của Ngài mất rồi, sanh về cõi trời đấu xuất, thì Ngài lên để thiết tặng Abhidhamma trả ơn Phật mẫu. Ngài và cha Ngài gần mất thì Ngài cũng trở về để thuyết pháp độ cha mình. Thì những cái gương lành mà để người sống hay người mất đó, thì mình cũng luôn nghĩ nhớ đến nghĩ nhớ đến những người như vậy. Dù chúng ta thấy Đức Phật Ngài biết cái hậu thân của Hoàng hậu Maya là vị thiên tử đó, thì Ngài cũng tìm cách để trả ơn. Thì nói như vậy thì chúng ta thấy rằng khi mà cha mẹ mất đó, thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta thừa hưởng cái tài sản có xứng đáng hay không? Nếu mình nghĩ rằng cái tài sản, thường thường quý vị biết rằng cha và mẹ chúng ta đó, thì cả đời làm ra cái tài sản đã ăn xài, nhưng mà rồi hai người đã chết thì cái tài sản để lại cho chúng ta, để lại cho những người con cái. Nên khi chúng ta thừa hưởng tài sản đó thì chúng ta suy nghĩ tài sản nó gồm có cái thân của chúng ta, cái sự công danh sự nghiệp của chúng ta thành đạt. Vì cha mẹ giới thiệu con vào đời đó thì rất là tốn nhiều tiền của, và chúng ta cũng thường nói với những người Phật tử đó là từ thuở mà 4-5 tuổi chúng ta đi học, cho đến lúc mà mười mấy 20 tuổi cha mẹ vẫn lo chúng ta đi học. Khi mình suy nghĩ những cái công danh sự nghiệp, những cái việc gì mình được được có đó, thì sự công của cha mẹ rất là nhiều. Chính vì điểm đó đó nên khi mà mình suy tưởng như vậy, trong cơ hội nào mình làm phước được thì mình nên làm phước, làm phước hồi hướng cha mẹ. Vì thường thường quý vị biết rằng đối với Phật giáo Nguyên Thủy đó, bất luận là lúc nào mình làm phước đó, mình cũng nhớ đến cha mẹ những người hóa dạng, nhớ đến chư thiên, hồi hướng chư thiên. Đó là những cái việc mà trong lúc chúng ta làm phước, chúng ta hồi hướng cho những người đã mất và những người hộ trì loài người. Còn riêng về những người còn ở lại đó, thì chúng ta cũng cầu nguyện phước lành này cho mọi người được những cái điều tốt đẹp trong kiếp sống hiện tại này. Như vậy thì chúng ta là người Phật tử đó, thì chúng ta có cái điểm, nếu chúng ta là Phật tử Nguyên Thủy đó, chúng ta thấy một điểm khác với những cái người mà họ cũng trong cái mùa Vu Lan này họ cũng tưởng nhớ người chết. Nhưng mà chúng ta thấy nhiều hình ảnh lắm quý vị, người ta cúng cô hồn, cúng hương linh này cái nọ đó, thì vừa chắp tay lên thì những người kia đã giật những con gà, con vịt, họ giật những xôi bánh, họ chạy như vậy. Chúng ta nhìn lại những cái hình ảnh, nó thật sự là trong cái mùa Vu Lan có rất là nhiều những người họ cúng kiến như vậy, nhưng mà những hình ảnh đó chỉ làm cho Phật giáo nó trở thành cái tôn giáo mê tín thôi, trở thành tôn giáo không có được tốt đẹp trong con mắt những người tôn giáo khác. Nhưng mà thật sự ra thì chúng ta hiểu rằng nhé, chúng ta cho người người có giới đức, cho những người họ cần, nhưng mà chúng ta cho họ để hồi hướng phước,
Chứ không phải là chúng ta nghĩ rằng 365 ngày rồi mới chờ cái ngày này để mà được ăn được uống, không phải vậy. Trong đạo Phật không có dạy chúng ta như vậy. Như vậy thì chúng ta cúng để tưởng nhớ, và cái sự tưởng nhớ đó đó, đó là một cái hình ảnh để cho con cháu chúng ta nó nhìn thấy, và những cái hình ảnh nào mà tốt đó, nó cũng học được tốt, và những cái hình ảnh nào không tốt đó, nó cũng học những cái không tốt. Và thường thì chúng ta thấy rằng đạo Phật dạy chúng ta đó là chúng ta tin tưởng, nhưng mà chúng ta làm cho nó tốt đẹp cả hai mặt. Dù người có mất đó, chúng ta cũng làm phước đúng pháp để hồi hướng cho người đã mất. Và đối với cái việc làm để cho con cái của mình làm gương đó, thì mình cũng cũng nên hướng dẫn con cái của mình nó biết cách cho đúng và theo cái cách làm phước, có là tâm thí, đối tượng thí, vật thí, để mình làm cho nó trọn vẹn cái công đức mà để mình hồi hướng cho người quá giảng. Và cái đó cũng là một cái sự thể hiện tri ân và báo ân của Đức Phật, người nói rằng cũng khó tìm được người ở đời về những người tri ân và báo ân. Thì khi mà nói đến cái người mất á, thì ai cũng sanh ra rồi ai cũng mất. Trăm năm bia đá vẫn mòn đó, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Người ta sống làm được cái gì tốt để rồi mọi người nhắc nhở mình. Người ta sống, người ta làm những cái việc gì xấu đó, rồi mọi người ta cũng nói về mình. Thì từ những cái câu chuyện đó, đó nên chúng ta thấy đối với cha mẹ chúng ta, nếu mà cha mẹ chúng ta ngày xưa chưa biết Phật Pháp đó, thì chúng ta thấy những cái hình ảnh nào làm của cha mẹ đối với ông bà mà nó không có phù hợp đó, nó không phù hợp, thì chúng ta cũng nên sửa đổi. Và chúng ta làm sao mà để cho con cháu của mình nó nhìn thấy nó phù hợp mà với cái nền tảng đạo đức, với một cái việc làm mà cho ra cái kết quả mỹ mãn, nó cho ra phước đầy đủ cho cái đời sống của mình, và cái gương lành của mình được hiển lộ từ từ theo cái đời, theo năm tháng ngày giờ mình còn sống, và mình làm được cái chuyện đó đối với con cái để rồi những cái tấm gương tốt. Nên thường thường quý vị thấy những cái hình ảnh mà các xứ quốc giáo như là Thái Lan hay Lào hay là Miến Điện đó, mỗi ngày Chư Tăng phải đi bát, rồi mỗi ngày đó những người Phật tử đó họ cũng cúng dường Chư Tăng để họ hồi hồi hướng phước cho ông bà cha mẹ của họ, chứ không phải là họ không làm đâu quý vị. Họ cũng bên Miến Điện chúng tôi cũng thấy, rồi bên Miến Điện nó cũng có những cái mà mình thấy rất là hay. Họ mỗi ngày họ tụng kinh, mỗi mỗi vị Phật đó là một cái ngày thứ hai thứ ba mỗi ngày họ niệm cái đức. Đó cũng là điều mà làm cho mình làm cho mình hiểu biết về Đức Phật, hoặc là hiểu biết về cái truyền thống đạo đức mà tương đối mang lại cái lợi ích to lớn hơn cho cái đời sống của mình, để chúng ta biết rằng cái đường luân hồi đó là một cái học đường. Cái đường luân hồi đó là một cái học đường rất lớn. Khi mà chúng ta hoàn mỹ cái sự học, hiểu biết được những cái chân lý sự thật đó, thì con đường thánh nhân chúng ta mới có thể đến, và cái sự chấm dứt luân hồi chúng ta mới đạt được. Chứ rồi nếu mà trong cái trường học đời mà chúng ta dụng về để rồi tạo những cái ác nghiệp, tạo những cái thói quen không có tốt đó, thì chúng ta luôn sanh vào những cái thế giới không có tốt. Nếu mà chúng ta tạo những cái hình ảnh tốt, thì chúng ta sanh vào những cái thế giới tốt, không có tổn hại, và tăng trưởng những cái phước báo công đức. Như vậy thì người mất để lại chúng ta cái gì, và chúng ta phải làm cái gì đối với người mất, và chúng ta làm cho đúng Phật Pháp, đúng theo lời dạy của Đức Phật, để những cái hình ảnh mà những ngày cúng cô hồn mà giành giật đó, xô đẩy lật đổ những cái bàn cúng đó, mà nhìn thấy những cái điều đó chúng ta chỉ nhìn thấy chắc ở ở Việt Nam thôi, chứ còn những cái xứ như Lào, Miến Điện, Thái Lan chúng ta không thấy những hình ảnh này. Nhất là những ngày gần đây trong rằm tháng 7 chúng tôi thấy rất là nhiều những cái hình ảnh người ta đăng lên đó, cúng những cái người, người ta cúng những cái người mình gọi là cúng cô hồn đó, nhưng mà họ làm mình thấy với cảm nhận mà gọi là mình gọi là cảnh duyên đó, một cái hình ảnh, một cái cảnh trước mắt, một cái người cúng kiến và một số người giành giật đó, không làm cảnh mà cho tâm thiện chúng ta suy nghĩ được, tiến bộ được.
mà chỉ làm cho cái tâm chúng ta thấy những cái gì đó nó rất là kỳ quái ở trong cái phong tục và cúng cô hồn, dành giật những cái đồ ăn mà không biết cái người cô hồn có nhận được hay không, nhưng mà những người sống đó dành giật họ làm mình thấy không phải là một cái phong tục tốt, một cái phong tục mình nhìn vào để khởi được cái lòng tin hay là mình khởi được chức gì đó thiện nghiệp. Thì nhân ngày Vu Lan tưởng nhớ đến người đã mất thì con cũng có vài lời suy nghĩ theo cái đề tài và con xin trình bày như vậy. Bây giờ thì con xin gửi mic lại cho Cường Tỏ giảng đạo. Chào tất cả trình thượng tọa Pháp Đăng. Thượng tọa Tư Quyền, thượng tọa có ở trước máy không? Nếu thượng tọa Tư Quyền còn ở trước máy, xin thượng tọa hoan hỷ cho biết. Thưa quý Phật tử, nhân ngày Vu Lan, có lẽ một cái ý nghĩa mà chúng ta có thể gọi là khổ quát dịch, đó là chúng ta để ít thì giờ để suy nghĩ về cái khổ của cái nhân loại mà chúng ta đang biết qua các cơ quan truyền thông. Thưa quý vị, tối hôm qua chúng tôi có xem một cái bản tin là có một cái thành phố tên là Creek City ở tại California, nằm gần Lake Elsinore. Khi mà lửa cháy rất nhanh, rất mạnh, thì những người cư dân chạy không kịp. Có cả hơn 1.000 người kẹt lại, và họ đổ xuống bờ hồ để họ đổ xuống hồ để họ tránh lửa. Chính phủ phải huy động rất là nhiều nguồn lực để cứu những người này. Có một vài người bị thiệt mạng. Hình ảnh cháy rừng ở tại California, chúng ta không phải ở đây họ gọi là wildfire, chứ rừng ở đây không phải là rừng núi mà chúng ta gọi là lửa cháy ở trên bãi cỏ, tại vì có những nơi không có rừng, chỉ là cỏ mà thôi, cỏ khô. Nhưng mà thưa quý vị, nhìn lại ở kế bên tiểu bang Texas là tiểu bang Louisiana. Nếu chúng ta có dịp xem lại những hình ảnh của những nạn nhân của bão Laura thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng con người mặc dù với cái sự tiến bộ rất lớn về phương diện kiến trúc, về những cái tiện nghi khác của đời sống, nhưng mà trước cái nghiệt ngã của thiên nhiên đó, thì gần như chúng ta phải chấp nhận những cái ốc mà thứ vị bảo vào cửa kính tan hoang hết, có những căn nhà trở thành bình địa, và khi người trở về, chúng tôi nhớ có hình ảnh là có một người về, ông nói một câu rằng trong cả một căn nhà hoang tàn như vậy, điều mà ông còn lại được để ông chắc chiêu đó là một tấm giấy rất nhỏ ghi lại cái công thức để nấu cookie mà mẹ đã viết cho ông. Hình ảnh rất cảm động. Tấm giấy đó vì lý do gì đó mà nó bị kẹt lại ở trong cái hang hốc, và cơn bão qua rồi thì đó là cái gì còn giữ lại, tất cả thứ khác đều hoang tàn trước cái sức gió khủng khiếp. Ở tại Houston, thưa quý vị, chúng tôi cũng đã từng biết nhiều gia đình rất thương cha, rất thương mẹ,
Nhưng mà khi cha bị lây nhiễm Covid, gọi xe cứu thương đấy, người ta không cho thân nhân đi vào trong bệnh viện. Rồi khi người cha vào trong bệnh viện mất đi, con cái cũng không thể vào kề cận ở trong lúc người hấp hối sắp ra đi, bởi vì bệnh viện không thể sắp xếp được chuyện đó. Và thưa quý vị, di thể của ông cụ được đặt ở trong một cái bao plastic rất là kín để chống lây nhiễm, đưa về nhà quan. Và tang lễ tổ chức một cách rất là ngắn ngủi, chỉ có đưa ra ngoài để chôn cất ở trong một cái nghi thức ngắn ngủi. Không phải là không có con cái, và cũng phải là con cái không thương. Nhưng mà thưa quý vị, trong thời đại dịch thì những người bị lây nhiễm, bị cống đáng, người ta phải làm cho càng nhanh càng tốt, càng gọn càng tốt. Ở trong cái sự mất và buồn tuổi của những người còn lại, chúng ta không thiếu gì những câu chuyện như vậy. Và thưa quý vị, mặc dù ở một phương diện nào đó người ta đang rất là háo hức, phấn khởi để hô hào cho những sinh hoạt chính trị, nhưng mà nếu chúng ta biết về những cơ sở thương mại thì chúng ta sẽ thấy rằng một số người đang phải trải qua những khó khăn rất lớn. Chứ tôi quen biết với một số Phật tử, họ có nhà hàng, họ nói rằng với sự giãn cách xã hội và với những hạn chế thì không cách gì mà có đủ cái lợi nhuận để trả tiền thuê mặt bằng. Và họ cố gắng lay lắt chờ cho qua đại dịch, nhưng mà không biết đến khi nào đại dịch có thể sẽ cướp đi cái sự nghiệp mà họ đã gây dựng bấy lâu nay. Những cái hạn chế vì giãn cách xã hội, vì mang khẩu trang, và thậm chí có nhiều người có một cái cẩn trọng không ra ngoài ăn uống, nó cũng có thể làm cho ngành du lịch hay là ngành buôn bán nó bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Và hơn thế nữa, người ta ghi nhận rằng càng ngày càng có nhiều cái hiện tượng rõ ràng cho thấy rằng đại dịch không đơn thuần là sự lây nhiễm của virus COVID-19 từ người này sang người khác, của những sự vật vã hành hạ thể xác con người, mà thưa quý vị, đại dịch còn tạo nên một sự trầm cảm của nhiều người. Cái cảm xúc chợt vui chợt buồn, cái hành động đôi khi không có lý tính chúng ta, nó là một biểu hiện của một cái trạng thái tâm mà bất ổn, mà bị gọi là depression hay là trầm cảm. Chúng ta thấy điều đó rất nhiều thứ vị, rất nhiều chứ không ít. Và không phải chỉ có một thành phố, một quốc gia, mà cả nhân loại đều phải đối diện. Chúng tôi có đọc một bài viết đăng ở trên tờ Wall Street Journal. Ở trong đó, tác giả của bài viết này đã nói về một thứ mà trước kia người ta thấy rất là tầm thường, nhưng mà bây giờ nó lại đáng giá hơn bao giờ hết. Điều mà ông muốn nói đó là normalcy. Normalcy là sự bình thường. Mình có thể thức dậy buổi sáng, đi ra phố, uống một ít, mua một ly cà phê, rồi đi làm, gặp bạn bè, đồng nghiệp,
tay bắt mặt mình, cùng nhau rủ đi ăn trưa sau giờ làm việc, rồi trở về mấy nhà quen thuộc của mình. Bồng ẩm, con thơ, và có cuộc sống bình thường. Ngày xưa thưa quý vị, bồng sống lặp đi lặp lại hàng ngày như người ta gọi là kẻ nhạt. Cái này hơn 6 tháng, đời sống bình thường đó, đôi khi người ta cảm thấy vô vị. Người ta muốn tìm cái gì đổi mới, cái gì khác hơn bình thường. Nhưng mà trong thời kỳ của đại dịch, thì khi mà đi ra đường phải mang khẩu trang, đi vào trong sở làm với rất nhiều lo lắng, trở về nhà đôi khi con nó mừng cũng không giúp bầu ẩm lên, liền sợ lây nhiễm phải đi tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo đàng hoàng. Và thậm chí con gửi đến trường học ở trong buổi tựu trường cũng phật phòng không biết là có đủ sự an toàn cho con cái hay không. Không biết bao nhiêu là những điều mà nó bao phủ lên kiếp sống, khiến cho người ta cảm thấy bất thường. Ban đầu họ nghĩ rằng chuyện đó kéo dài trong 3 tuần, kéo dài trong 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Và thưa quý vị, bây giờ là tháng 10 rồi. 6 tháng, nửa năm trôi qua. Bảo là quen, thì thật sự chỉ là quen với tin tức, quen với những con số người lây nhiễm, quen với con số người chết. Nhưng mà bảo rằng thật là quen với cái lối sống giãn cách xã hội, quen với cái cuộc sống đi đâu cũng mang khẩu trang, quen với cái chuyện mà phải rửa tay thường xuyên và nhiều sự cẩn trọng khác, thì đó là chưa đâu. Chúng ta chỉ quen khi nào chúng ta thật sự thoải mái. Chúng ta chỉ quen khi nào mà chúng ta cảm thấy rằng nó là cái gì đó rất là bình thường. Nhưng mà rõ ràng con người đang khao khát trở về cái bình thường của đời sống. Một cái bình thường mà trước kia chúng ta rất là hờ hững, chúng ta rất là rã rúng. Bây giờ thì chúng ta lại mong có sự bình thường như vậy. Những nhà tâm lý học bày tỏ sự quan ngại là trong một gia đình hay trong một nhóm người ở trong một cộng đồng mà có vài ba người bị khủng hoảng tinh thần, thì những thành viên khác trong gia đình, những thành viên khác ở trong cộng đồng có thể an ủi, có thể níu kéo, có thể hỗ trợ để cho vững vàng lại. Nhưng mà bây giờ trong cái tình trạng mà mọi người đều gặp trầm cảm, thì cái khả năng mà hỗ trợ với nhau rất ít. Thưa quý vị, chúng tôi quen với một số gia đình Phật tử, những người lớn tuổi mà sống ở trong nhà quá lâu rồi, thì bây giờ đang có nhiều cái dấu hiệu khủng hoảng về tinh thần. Thí dụ, có một bà cụ rất dễ thương, bây giờ thì bà cụ cứ nói rằng con cháu ăn cắp, cất giấu thuốc uống của bà cụ. Mà thuốc uống bà cụ ta ăn cắp để làm gì? Nhưng mà không nói cho bà cụ nghe được. Và bà cụ trở nên gắt gỏng, một sự gắt gỏng mà chưa từng thấy trước kia. Và thưa quý vị, khi mà những người đó nói với chúng tôi về mẹ, về bà ngoại, thì chúng tôi cũng nhắc là đó cũng là một trong những triệu chứng của sự trầm cảm. Chúng ta bớt kiên nhẫn với những người xung quanh, dễ giận, dễ nổi nóng, dễ trách móc, coi chừng đó là dấu hiệu của trầm cảm. Chúng ta bày tỏ thái độ chính trị một cách cực đoan, mạt sát mạ điện người khác không tiếc lời, và xem những người bất đồng chính kiến với mình đó là kẻ thù, đó là quỷ Satan, thì thứ việc đó cũng là dấu hiệu trầm cảm. Rất nhiều thứ khác mà được cảnh sát ghi nhận và làm một thống kê là bạo hành ở trong gia đình đã tăng với một tỷ lệ rất cao ở tại Mỹ này. Chồng đánh vợ nhiều hơn, cha mẹ đánh con cái nhiều hơn,
những xô xát mà dẫn đến động tay động chân nhiều hơn, nó cũng là dấu hiệu trầm cảm. Và thưa quý vị, khi mà mình khổ mà có người để hỏi han giúp đỡ thì chúng ta sẽ đỡ khổ hơn nhiều. Bây giờ ai cũng khổ thì ai giúp cho ai đây? Chúng tôi có quen với một vài người ở bên Lake Charles, nơi mà bão Laura kỳ rồi vào. Những người này tâm sự rằng trước kia họ cũng đã từng đi cứu trợ, và có hai người trong số đó đã từng đi với chúng tôi sang Mumbai, Alabama, sang Gulfport, Louisiana để cứu trợ bão Katrina. Họ nói rằng thời đó, lúc Katrina xảy ra, thì hầu như cả nước Mỹ, cộng đồng người Việt rất nhiều người đến giúp. Và họ còn nhớ rằng họ đi với chúng tôi trên một xe bus đầy người, và ở dưới chất đầy những đồ cứu trợ, những đồ cứu trợ rất có giá trị để giúp đỡ cho họ. Bây giờ thì thiên tai xảy đến, khoan nói đến cái sự hỗ trợ rất là yếu ớt, cứu trợ rất là yếu ớt của cộng đồng người Việt, mà bộ FIBA của chính phủ thì làm việc rất là chậm. Những con đường đầy dẫy, những cột điện ngổn ngang, những chướng ngại vật được dọn dẹp một cách rất là chậm chạp. Điện mất nhiều ngày mà cái khả năng động các nhân viên của các hãng điện lực ở các tỉnh đến để mà nối lại dòng điện nó chậm hơn ngày xưa rất là nhiều. Thì thưa quý vị, nếu chỉ có một vùng duyên hải, nếu chỉ có một thành phố hay một vùng nào đó bị thiên tai thì cả nước có thể cùng nhau tiếp cứu. Nhưng mà khắp nơi nhiều người gặp khó khăn vì công ăn việc làm, đi lại khó khăn vì dịch bệnh, và riêng về FEMA phải phân tán cái nguồn lực, dù là tài lực, nhân lực cho rất nhiều thứ, thì quý vị, khả năng để đối phó với thiên tai, cứ giúp chuyện nhận nạn nhân thiên tai càng ngày nó sẽ càng yếu kém đi. Nói một cách khác, người ta thậm chí còn nói như vậy là có những thành phố ở tại Mỹ, cảnh sát chỉ ưu tiên giải quyết những vấn đề bạo loạn, những vấn đề mà nhai ngốn rất là nhiều nhân sự. Còn những cái trường khác không có khẩn cấp lắm thì không còn đáp ứng như ngày xưa được. Và nếu mà bạo loạn xảy ra nhiều thì cái phản ứng cảnh sát sẽ càng lúc càng chậm hơn với những nhu cầu khác, kể cả sức cứu hỏa cũng vậy. Thì thưa quý vị, cho dù chúng ta ở bất cứ quan điểm nào thì nếu chúng ta bình tâm sẽ thấy rằng quả thật nhân loại đang trải qua một cái thời kỳ nhiều khó khăn. Cái khó khăn của y tế bệnh ảnh hưởng đến kinh tế, nó ảnh hưởng đến cuộc sống tinh thần, và đó là những bài học lớn của tất cả chúng ta. Giống như trong câu thơ mà chúng ta thường nghe là thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, nhìn lại cùng công bể khổ thôi. Chúng ta thấy rõ ràng một điều là những cái khổ, những cái biến động chung nó ảnh hưởng toàn bộ nhân loại, nó không có chừa ai hết. Chúng tôi nghe người ta nói đi nói lại một câu là ở trong con mắt của COVID-19 thì không có giàu nghèo, già trẻ, sang hèn. Nó không có tập trung vào giống nào mà đúng. Và cái hệ lụy mà chúng ta phải gánh chịu do đại dịch xảy ra đó, thì nó khắp nơi. Bởi vì điều đó làm cho chúng ta thấm thía. Ở trong kinh có câu là
Từ tánh vô thường, sanh diệt biến đổi, phổ cập pháp giới, không phân sớm làng, gia tộc quốc độ, ba cõi nhân thiên. Từ tánh khổ não, bất toàn bất toại, phổ cập pháp giới, không phân sớm làng, gia tộc quốc độ, ba cõi nhân thiên. Từ tánh vô ngã, vô chủ, vô quyền, phổ cập pháp giới, không phân sớm làng, gia tộc quốc độ, ba cõi nhân thiên. Nói một cách khác thì những cái hiện tượng như vô thường, khổ não, vô ngã, những hiện tượng đó không có phân biệt một người nào, một xóm làng nào, một gia tộc nào, một độ nào, một cõi nào, dù là loài người, chư thiên, ma vương, phạm thiên. Chúng ta gọi đó là những hiện tượng phổ cập, nó ở khắp nơi. Vấn đề là chúng ta có thấy hay không thấy nó hay không. Vì vậy thưa quý vị, nó có những cái điểm rất là mâu thuẫn ở giữa chúng ta, là nếu chúng ta quá lo lắng thì sự lo lắng sẽ dẫn đến sự khủng hoảng về tinh thần, mà chúng ta quá ơ hờ, chúng ta quá xem thường thì nó có thể dẫn đến cái họa cho bản thân và cho những người xung quanh. Ở đây cuộc sống đòi hỏi chúng ta khéo. Cái khéo làm thế nào mà nó không rơi vào cực đoan quá. Chúng ta nên đặc biệt quan tâm để tránh sự lây nhiễm cho mình, cho những người thân của mình, cho cộng đồng. Nhưng mà chúng ta một mặt khác cũng giữ được cõi lòng của chúng ta bình thản, an nhiên để vượt qua những khó khăn. Và thưa quý vị, chúng tôi nhớ rằng ở trong kinh có một câu chuyện Đức Phật Ngài dạy rằng nếu một người mà muốn cứu người khác ra khỏi một cái vũng bùn này thì người đó phải ở trên bờ, đó là thế tốt nhất. Còn bản thân của mình bị chìm lún ở trong bùn này và bảo rằng cố gắng để giúp cho người khác ra khỏi bùn này, đó là điều khó. Chú mang lại cái niềm vui, mang lại cái sự xoa dịu, an ủi cho người khác. Thì chúng ta không thể an ủi bằng cặp mắt buồn bã, bằng những giọt nước mắt, bằng sự ưu bi. Mà chúng ta phải an ủi người khác bằng một cái nghị lực phi thường, bằng một sức mạnh nội tâm và bằng một cái khuôn mặt điềm tĩnh. Điều đó nói trên lý thuyết thì đơn giản, nhưng trong cuộc sống không có đơn giản. Ví dụ như chúng ta thường nói rằng người tu tập phải có tâm từ, tâm bi, nhưng phải có tỷ và tâm xả. Chúng ta có tâm mong đem lại những người khác niềm vui, có tâm mong giúp người khác bớt khổ, nhưng mà rồi chúng ta cũng phải biết vui theo hạnh phúc của người khác. Và cũng phải giữ cái tâm an nhiên, điềm đạm và tâm xả. Không có ai mà quýnh quán, không có ai mà sầu khổ, mà phải tạo nên sự nương nhờ, tạo nên sự nương tựa, cái điểm trông cậy ở những người khác hết. Chúng ta phải vững lòng để vượt qua cơn sóng gió này. Thật ra nếu chúng ta đi biển, và trong lúc mà sóng to gió lớn, mà chúng ta càng gào thét, càng khủng hoảng thì nó không giúp ích được gì. Mà đó là những lúc đòi hỏi cái sự bình tâm của chúng ta cần phải bám chắc cái gì có thể bám chắc được, cần phải làm cái gì có thể làm cái gì được, để chờ cho đến khi sóng to gió lớn đi qua, để trời yên biển lặng trở về mà chúng ta có được một cuộc sống gọi là bình thường trở lại. Và trong cái sự trở lại bình thường đó, nhắc chúng ta một điều rằng, đừng xem thường cái bình thường của cuộc sống. Đôi khi cái bình thường đó, nó rất có giá trị. Và từ cái bình thường đó, chúng ta hiểu tại sao mà hạnh phúc không nhất thiết là cái gì cao sang, là cái gì quá hào hứng. Mà hạnh phúc có thể là cái gì rất là đơn giản, trong tầm tay của mình. Hạnh phúc là một sự an bình,
và cầu mong sự an bình đó trở về với tất cả chúng ta trong mùa Vu Lan này. Nam Mô Bụt Thầy. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính Trương Chư Tăng đã vào Rung để tham dự chương trình đặc biệt này. Đảnh lễ Chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thứ lành thay, chúng con chân từ đây đảng đã đúc kết cho chương trình và chia sẻ thêm về tình hình hôm nay. Con đang nhận việc thay mặt đại chúng trong Rung, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồng mong đau lẽ an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ốp để em trợ cho các phần hành trong lớp được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn ăn lạc các tình trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Mô Bích Thà dạ. Sumangalang, galang, galang, galang.